Vâng, lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê bẫy chim sẻ nhé. Đây, như bác thấy là hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi bẫy chim sẻ. Là chim sẻ này khá là khôn. Đàn này được hơn chục con không? Đây. Làm kèo gửi nó đăng. Đây. Chắc hơn chục, khôn quá. Không nhiều thì đếm được bao con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 11 12 13 được 13 con. Kèo này được 13 con. Đàn khá là đông nhưng mà nó không xuống. Ở đông lắm nhưng mà nó không xuống. Được 13 con. Đông lắm, nếu mà đàn này xuống hết thì mấy chục con, 40-50 con. Nhưng nó khôn lắm. Đây khả năng cũng có nhiều thợ đánh rồi. Không lâu lắm không có thấy đánh đâu. Dạo này ngày Covid em có đi hôm nay làm trận lâu lắm không có biết làm bữa về bóng đá không biết. Tối nay đá phải không? Tối nay hay tối mai nữa? Việt Nam đá. Vâng hả? Thế ngày xưa đi đánh thì bán bao nhiêu tiền có? Bây giờ 5.000 con. Tùy theo thời điểm, 6-7-8.000. Thời điểm này đang 5.000 con. Đánh chuyên nghiệp lắm. Chủ yếu đánh về văn nghệ giải trí, uống rượu là chính. Giải cải cải thiện bữa nhắm thôi. Trần nó toàn đất bẩn. Nó ở đồng hiểu không? Chim mồi. Loa độ. Vâng. Xào cần trên cần dưới. Đánh rất là ok các bác nhé. À, chiều lúc nào đem mấy cái xào lên thôi, tất cả đồng kia làm nhé. Ờ à, ok. Tôi làm mẫu 3 xào cho em 3 loại. Một cái đơn, một xin chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em video sau.